À, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình tiếp tục lên video qua cho các bạn coi bồ câu ta ấp ngày thứ sáu thì như thế nào nha các bạn. Này nó mới ấp mà mình tới với nó bay quá, nó bay nè. À, mới ấp à, chim con mới nở con à. Mình sẽ qua cho các bạn coi cái ấp tới ngày thứ sáu thì trứng như thế này, cầm rất là nóng. Rồi, sẽ quay cho các bạn coi ha, ngày thứ sáu nha. Đây, chuẩn bị bắt cái thằng pin này, không ai quay nên một tay cầm điện thoại, một tay cầm pin này nó hơi khó khăn xíu. Ngày thứ sáu nha các bạn, coi nó có gì khác biệt với ngày hôm qua nha. Đấy, bữa nay trứng nó đã chia làm hai nè. À, nó phân ra làm hai đó, đó một bên nhìn giờ nó phân ra một bên nha, một bên là vẫn còn nước trắng, bên là đã có gân máu đủ. Nó chia ra làm hai, bắt đầu nó chia làm hai rồi đó, nó quá trình hình thành con đấy. Đấy, hai trứng như nhau nha. Giờ sẽ đổi trứng kia, đổi nó cái trứng kia. Một tay vừa làm cho nên hơi khó chứ các bạn. Cẩn thận xong nó bẻ cái nó rớt xuống, nó bẻ coi như là mất 50 ngàn nha các bạn. Nó rớt nó bẻ là coi như xong luôn, mất 50. Bây giờ là mất 50 không? Mình nở một cặp mình bán 100 ngàn. Đấy, trứng là nó cũng chia, bắt đầu nó chia làm hai rồi, đông máu rồi. Đấy, cẩn thận đấy, rồi gần nhất bạn coi đó, hai trứng đều như nhau hết à. Rồi video mà quay cảnh trứng ấp ngày thứ sáu đến đây mình tạm dừng nha. Ngày mai mình bắt đầu tiếp tục quay cho các bạn coi ngày thứ bảy thì cái trứng nó sẽ thay đổi như thế nào nha các bạn.